em Thùy vừa cập bến một mẫu 5 chỗ gầm cao số tự động với cái mức giá nó rất là hợp lý. Chiếc này chạy sướng nhá, rộng rãi hơn so với Ford EcoSport, được trang bị động cơ là 1.5, chạy cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đường trường của nó chỉ khoảng tầm hơn 5 lít, còn đường hỗn hợp thì khoảng tầm hơn 6 lít một chút. Phiên bản này của em cũng là bản full kịch anh chị ạ. Đời 2022 bây giờ chỉ hơn 400 một chút thôi. Anh chị xem này, bản full kịch nhá. Cửa trời toàn cảnh panorama, ghế điện, vô lăng phím bấm, phanh tay điện tử, option không thiếu cái gì. Khóa tay nắm cửa thông minh này, ra răng phanh thể thao, còn có cả hệ thống camera 360 nữa. Dòng này bây giờ bán rất là chạy, chế độ bảo hành của hãng là 5 năm không kể số km mình đi được. Như chiếc này nó là 2022 thì anh chị sẽ được hưởng bảo hành của hãng là khoảng đến tầm hết 2026 nhé. Xe vẫn còn bảo hành. Phiên bản này bản cao cấp nhất, bản Luxury. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để anh chị mình cùng xem. Một chiếc MG ZS 2022 số tự động, xe nhập khẩu Thái Lan, động cơ được trang bị là 1.5. Thiết kế đèn của xe thì sẽ có cả giải LED ban ngày, có cả đèn bi với cả đèn gầm đầy đủ. Đây là cái hệ thống đèn này, đèn LED cả trên cả dưới ạ. Đèn bi này. Còn phần đèn gầm được trang bị là bóng halogen. Form dáng nhìn khá là giống với CX-5, nhỏ hơn CX-5 một chút. Cái phiên bản cao cấp này thì trang bị tính năng nó nhiều. Để trước em bán bản đủ là cũng loanh quanh tầm giá này. Bản cao cấp em chỉ bán hơn 400. Lốp dày, dàn lốp dày này, la răng này, la răng phay thiết kế kiểu thể thao, xong được sơn màu kiểu 3D. Hệ thống camera 360 là nguyên bản chính hãng được trang bị như này rồi nhá, chứ không phải hàng độ đâu. Cái hệ cam 360 này thì sử dụng nó rất là bền. Phía sau này, la răng phay thể thao, lốp giáp dày cộp. Và anh chị sẵn đổ xăng này chạy thôi, trang bị nó đầy đủ hết tất cả các chức năng rồi. Cam lùi, cam trước, màn hình đầy đủ. Phía sau là cũng được trang bị 3 mắt cảm biến lùi. Mức tiêu hao nhiên liệu ở đây, anh chị ngắm qua. Đường trường 5,8 lít, còn đường hỗn hợp của nó là 5,3 lít. Đây ký hiệu đầy đủ này, MG ZS 1.5 Luxury. Phần cốp nhá, cốp mình sẽ mở cái logo này. Khoang cốp thiết kế rộng rãi anh chị ạ. Cái phần cốp này là rộng gấp đôi so với Ford EcoSport rồi. Ở dưới này thì sẽ có cốp lốp dự phòng này, phụ kiện kích lốp các thứ đều là theo xe hết. 2022 anh chị ạ. Giá bây giờ chỉ loanh quanh khoảng tầm nhô 400 một chút. Cái dòng này em thấy bán rất là chạy, một cái mẫu gầm cao, xe chạy sướng, bảo hành dài hạn mà giá thì hợp lý. Ghế phía sau, cái phần ghế, phần nội thất thì sẽ được kiểu phối như là da trơn này với cả một cái phần da là mạ vân carbon. Đây là ghế nguyên bản chính hãng, thiết kế ghế này là từ 2020 nhưng bây giờ là toàn sử dụng cái thiết kế ghế như này. Thiết kế nhìn rất là đẹp mắt. Hai vùng điều hòa anh chị nhé, có cả cổng sạc USB phía sau. Nội thất thì có bọc sàn da rồi. Phần táp ly cửa này, chỗ này cũng là da giả vân carbon này. Ghế chỉnh điện nhập Thái Lan đây anh chị ạ, Made in Thái Lan. Phần vô lăng thì sẽ được tích hợp rất là nhiều phím bấm. Mình sẽ có đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, chuyển bài, chọn bài này, còn có cả điều khiển bằng giọng nói nữa. Phần này là sẽ ga tự động, cruise control có hết. Ở đời chiếc này đang chạy được 2.8 ạ. Đề nổ thông minh, điều hòa auto. Đây là cái hệ cam 360 của xe đây anh chị ạ. Mình sẽ bao quát được xung quanh cam 360, còn đây là khu vực cam lùi. Đây là 3D nhá, có rất là nhiều đầy đủ. Cái cam này là chính hãng nên là cái phần nó rất là bền, cũng như là nó soi, nó xem sẽ kỹ hơn so với những cái bộ cam 360 của hàng của Trung Quốc mình độ lên. Cân bằng điện tử chống trơn trượt, rồi khởi hành ngang dốc đều có hết này. Hoặc là cam 360 thì cũng có cả phím bấm ở đây. Phanh tay điện tử này, chế độ tự động giữ auto hold. Đầy đủ thông minh start top, tính năng nhiều, phiên bản này bản cao nhất rồi. Sẽ trang bị nhiều tính năng hơn so với những cái phiên bản thường. Trên này, khu vực này là sẽ khu vực cửa trời, toàn cảnh panorama. Tất cả đều chỉnh điện hết anh chị nhé. Những cái rèm này cũng đều là ấn nút chỉnh điện này. Thiết kế rất là đẹp mắt. Ở đây anh chị mình chỉnh cửa trời thì mình chỉnh ở cái khu vực này.
Đây là đang mở cửa trời nhưng chưa mở rèm. Em mở rèm luôn cho mình xem nhá. Cửa trời nó sẽ có 3 nấc. Nó có từng nấc này để mình mở, mình thao tác nó sẽ dễ hơn. Đây, một nấc này. Mở như này, thiết kế như này rất là thông minh. Đây là mở kịch kim thì đến đây anh chị nhá. Cửa sổ trời rộng rãi. Cam 360, nội thất ghế da như mới. Chiếc này mà anh chị muốn mua trả góp thì em có thể vẫn hỗ trợ cho mình được khoảng tầm 50%. Mình cần thêm thông tin thì vào số Zalo, số hotline, số điện thoại gọi điện trực tiếp cho em 0789 299 111, hoặc là 0839 834 834. Còn bây giờ thì em xin phép là em sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại anh chị ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh cho em nhé. Em xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.